Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Vâng, thưa các bạn, trong quá trình nhận được rất nhiều câu hỏi mà anh em quan tâm trước khi mà mua dòng xe Mitsubishi Outlander, đó là phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander có đắt không? Và chi phí bảo trì bảo dưỡng nó có đắt nhiều không? Và cái phụ tùng nó có dễ mua không? Bởi vì đây là một trong những yếu tố mà rất nhiều anh em quan tâm khi mà chúng ta trước khi quyết định xuống tiền mua một con xe dòng xe Mitsubishi Outlander, kể cả mua xe mới hay xe cũ thì được câu hỏi này được rất nhiều những anh em quan tâm, đặc biệt anh em rất là quan tâm. Vâng, thưa các bạn, dòng xe Mitsubishi Outlander thì được hãng Mitsubishi phân phối tại thị trường Việt Nam thì cạnh tranh với các dòng xe của dòng xe Honda CR-V và dòng xe Honda Mazda CX-5 và dòng xe Nissan. Đấy thì một tất cả trong cùng một phân khúc có một số những dòng xe cùng phân khúc với nhau. Vậy thì để lựa chọn, tại sao chúng ta nên lựa chọn dòng xe nào? Đấy. Và đặc biệt là cái chi phí bảo trì bảo dưỡng về mặt phụ tùng thì lựa chọn dòng xe nào thì chắc chắn là có rất nhiều video một số anh em đã làm rồi. Nhưng mà cái phụ tùng của nó có dễ dàng thay thế và lựa chọn hay không? Thì đấy là một câu hỏi mà rất nhiều anh em quan tâm. Vậy thì ngày hôm nay Phụ Tùng Mitsubishi An Việt sẽ với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên phân phối phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, mình sẽ chia sẻ với anh em một số những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander các bạn hay phải thay thế, cái giá thành nó là bao nhiêu, và cái thứ hai nữa là phụ tùng của nó các bạn có dễ dàng mua, và khi các bạn có dễ dàng mua và các bạn thay thế hay không, để anh em có một cái nhìn tổng thể để các bạn từ đấy các bạn sẽ biết được rằng là cái giá thành sản phẩm của cái phụ tùng ô tô này, phụ tùng Mitsubishi Outlander nó có đắt không, thì để chúng ta có một quyết định sản xuất khi chúng ta mua xe. Hy vọng rằng với những thông tin mà mình cung cấp thì nó chỉ là một thông tin để trong rất nhiều những cái sự lựa chọn, một cái thông tin để các bạn có cái sự củng cố hơn trong cái việc mà khi mà các bạn quyết định mua hàng, mua xe. Đấy thì đặc biệt là anh em mua xe cũ nhé, rất là đối với anh em mua xe cũ thì cái câu hỏi này được các anh em rất là quan tâm, mua xe cũ, mua xe đã qua sử dụng. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về góc độ, đó là phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander, những cái chi tiết phụ tùng hay phải thay thế, giá thành của nó và chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó có đắt không. Đấy. Mình xin thưa với các bạn đó là phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander thì hiện nay giá thành rất là hợp lý và cạnh tranh. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay cùng với áp lực về kinh doanh, về doanh số bán hàng thì cái yếu tố về dịch vụ hậu mãi sau bán hàng cũng là một cái mà các hãng rất là quan tâm, và theo xu hướng chung thì tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái chi tiết dịch vụ, phí bảo trì bảo dưỡng và cái phụ tùng, chi tiết phụ tùng thay thế thì giá thành rất là cạnh tranh trên thị trường. Và hôm nay với cái kinh nghiệm bán hàng hơn 20 năm mà mình chia sẻ một số những cái mảng phụ tùng, một số cái phụ tùng mà các bạn là một cái giá của một số các loại phụ tùng để anh em có thể có một cái nhìn tổng quát. Đầu tiên đó là đèn pha của dòng xe Mitsubishi Outlander. Outlander thì có hai phiên bản phân phối từ Việt Nam, từ 2018 đến 2019 một phiên bản, và từ 2019 đến 2020 một phiên bản. Đấy thì ví dụ đèn pha của dòng xe Mitsubishi Outlander đời 2019 thì giá của nó là khoảng 7 triệu Việt Nam đồng, và có hàng thay thế của nó, hàng Mitsubishi là tốt của nó thì là 3 triệu 150 nghìn. Đấy. Và còn đèn pha của đời 2020, tức là đời mới nhất hiện nay, 2020-2021 mới nhất hiện nay, xe Mitsubishi Outlander đang lăn bánh trên thị trường thì giá thành của nó rơi vào tầm 10 triệu rưỡi hàng xịn, và đối với hàng thay thế của nó rơi vào tầm 1 triệu 450 nghìn. Đấy, còn đèn hậu miếng ngoài của dòng xe Mitsubishi Outlander thì là đèn hậu thì nó có hai miếng, một miếng trong và miếng ngoài, thì cái miếng ngoài của nó là rơi vào 5 triệu 150 nghìn hàng xịn chính hãng, và hàng thay thế của nó là 1 triệu 450 nghìn. Còn có một cái đèn hậu miếng trong hay còn gọi là đèn hậu, anh em gọi là đèn hậu nằm trên cốp ấy, thì là hàng xịn chính hãng của nó là 3 triệu 2, và hàng thay thế của nó là 1 triệu 2. Đấy, còn cái lọc gió động cơ là lắp trên động cơ để lọc không khí trước khi vào trong động cơ ấy. Cái chi tiết này thì các bạn cứ khoảng 4.000 km thì các bạn vệ sinh, 4 đến 5.000 km các bạn vệ sinh một lần, và 20.000 km thì các bạn phải thay. Thì hàng xịn của nó thì là 4.450.000, và hàng thay thế của nó thì là 150.000. Còn lọc gió điều hòa thì là 650.000 đối với hàng xịn và 150.000 đối với hàng thay thế. Và má phanh trước thì hàng xịn chính hãng của nó thì là 1.050.000, và hàng thay thế mà cái loại mà hàng Nhật, hàng tốt ấy, thì của nó là 750.000. Còn cái ba đờ sốc, cả một cái ba đờ sốc rất là to ở phía trước xe, ba đờ sốc rất là to, ở toàn bộ phía trước, miếng nhựa ở phía trước, thì giá thành nó cực kỳ rẻ, nó có 1.800.000 thôi. Đấy, và cái két nước ở nó là cái bộ phận nằm ở phía đầu xe, và khi chúng ta đâm ra thì các bạn cũng rất dễ, các bạn bị va chạm, đâm ra rất là dễ va chạm mà các bạn sẽ phải thay. Thì két nước của nó thì nó chỉ có 1.9 triệu hàng xịn chính hãng, và 2.5 triệu hàng thay thế. Đấy, lọc nhất động cơ thì là hàng xịn chính hãng của nó 165.000, và hàng thay thế của nó thì là 60.000. Đấy, còn càng A của nó hàng xịn chính hãng thì là 2 triệu
350.000 và hàng thay thế của nó là 1.250.000. Lọc nhiên liệu hay còn gọi là lọc xăng ấy, thì hàng xịn chính hãng của nó thì 2.500.000 và hàng thay thế của nó là 1.150.000. Đây là một số những cái chi tiết thôi nhá, bởi vì một con xe của các bạn nó có khoảng hơn 9.000 chi tiết mà mình sâu tất cả ra đây thì mình đọc từ giờ đến sáng mai không hết. Đây là những chi tiết các bạn sẽ phải thường xuyên thay thế và bảo trì bảo dưỡng. Đây là một số những cái chi tiết các bạn có thể tham khảo khi mà các bạn cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng. Và câu hỏi thứ hai đó là phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander này có dễ mua và dễ thay thế hay không? Đấy thì anh em mua xe các bạn biết rồi, khiếp nhất, nó thật sự là mình rất sợ nhất, đúng không ạ? Mình đang đi xe này mà không may chúng ta phải thay thế phụ tùng, cần phải thay thế, mà một con xe nằm ở gara mà chúng ta phải đặt hàng cả tháng, 2 tháng rồi chúng ta không có hàng thì cực kỳ khó chịu, đúng không ạ? Mình đang đi xe vậy thì trong thời gian đấy mình làm gì, lấy gì đâu ra xe mình đi. Đấy là thì lúc đấy là chi tiết nếu đối với những hàng phụ tùng không có sẵn, đúng không ạ? Nhưng đối với dòng xe Mitsubishi Outlander này các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì cái sản lượng bán ở trên thị trường cũng rất là nhiều, và cùng với đó là cái sản lượng dòng xe phụ tùng cung cấp ngoài thị trường cũng rất là nhiều. Vì vậy là các bạn hoàn toàn yên tâm, các bạn cần phụ tùng nào thì phụ tùng Mitsubishi An Việt có phụ tùng đấy để cung cấp cho các bạn, nên các bạn hoàn toàn yên tâm, đầy đủ phụ tùng luôn, tất cả các loại phụ tùng. Và mình khuyên các bạn vẫn nên sử dụng hàng xịn chính hãng, còn tùy theo có thể có những hàng thay thế thì tùy theo cái điều kiện tài chính của mỗi người thì các bạn có thể lựa chọn loại hàng nào, nó tùy thuộc vào túi tiền của các bạn. Nhưng các bạn khi mà kinh nghiệm của mình khi nên mua phụ tùng, các bạn nên lựa chọn những đơn vị có uy tín, hàng gì rõ ràng hàng đấy, bởi chúng ta nhận được đúng cái giá trị. Chúng ta bỏ tiền ra mua hàng xịn, ví dụ 1.000.000 chúng ta phải nhận được đúng giá trị 1.000.000. Hàng thay thế thì chúng ta giá trị của nó là 200.000, 300.000 thì mình nhận được đúng giá trị như vậy. Thì các bạn nên tìm những đơn vị có uy tín, có thương hiệu và chuyên cung cấp phụ tùng dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam để nhận được đúng giá trị mà các bạn mong muốn, đấy, đúng với số tiền mà chúng ta bỏ ra. Trên đây phụ tùng Mitsubishi An Việt đã chia sẻ về cái giá và cái chi, có câu hỏi rằng là để trả lời cho câu hỏi là phụ tùng dòng xe Mitsubishi Outlander có đắt hay không. Đấy thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mới. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi là phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Và đừng quên bình luận ở phía bên dưới thì chúng ta cùng trao đổi và chia sẻ về kinh nghiệm về dòng xe Mitsubishi Outlander này. Chúc anh em có một quyết định sáng suốt khi mà chúng ta lựa chọn mua xe hoặc là chúng ta cần phải thay thế và sửa chữa phụ tùng. Chúc các anh em có một sự lựa chọn thắng suốt và mua hàng một cách thông thái nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.